kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Huy Đức, người phu quét đường cho lộ trình nhất thể hóa của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà được đăng trên trang dân làm báo. Sau khi một số người phu quét đường phung trội khai quang con đường nhất thể hóa trong Nguyễn Phú Trọng, công tác dọn đường được chuyển từ một cơ quan truyền thông độc lập của nước ngoài sang một trang Facebook cá nhân độc lập. Với nhan đề nhất thể hóa, Huy Đức là người thiết kế. Huy Đức là người kế tiếp cầm trội quét đường để góp phần làm thông thoáng lối đi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên ghế chủ tịch nước. Cần lưu ý là quyết định nhất thể hóa hoàn toàn nằm trong tay đảng độc tài. Những người dân làm chủ đất nước không có một ảnh hưởng gì lên quyết định này. Do đó, đọc bài của Huy Đức cần phải cảm nhận từ vị trí của những đảng viên, cán bộ, ủy viên Trung ương Đảng là những đối tượng mà Nguyễn Phú Trọng muốn thuyết phục qua cái loa mang tên Huy Đức mở đầu bài viết ngắn trên trang Facebook cá nhân Huy Đức viết: tôi không bình luận nhân sự cụ thể nhưng nếu quyết định để tổng bí thư kiêm chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa ít nhất biên chế sẽ chỉ còn là bộ tam thay vì bộ tứ. Một câu ngắn nhưng có điều muốn thuyết phục các đối tượng nhắm đến không nói về nhân sự không viết tên người nhưng mọi đảng viên đều biết đó là Nguyễn Phú Trọng làm tinh gọn biên chế cho đảng và việc nhất thể hóa không phải chỉ là một lần cho cá nhân Nguyễn Phú Trọng mà là tạo tiền lệ rất có ý nghĩa cho đảng sau này. Những điều trên không dễ thuyết phục người dân đứng ngoài đảng, vốn không phải là đối tượng mà Huy Đức nhắm đến. Tuy nhiên, với đảng viên, quan chức đắm mình trong hệ suy nghĩ của đảng, đảng hệ cho những ai trung thành với đảng thì nó khá là thuyết phục. Huy Đức viết tiếp, nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam, từ thay đổi tưởng Tưởng chỉ cấu thành hình thức này trong quá trình vận hành chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền Cộng hòa bán Tổng thống. Huế Đức muốn đảng viên, quan chức đừng tưởng rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ cần tính chính danh, đừng nghĩ rằng nó chỉ cho có hình thức mà nó còn để cải cách Việt Nam thành một nền Cộng hòa bán Tổng thống. Dĩ nhiên, Huy Đức không muốn tốn chỗ Facebook vốn rất dư thừa để viết thêm một nền Cộng hòa bán Tổng thống do một đảng độc tài cai trị và mọi quyết định từ nhân sự lãnh đạo đến chính sách đều nằm trọn trong tay Tổng Bí Thư kiêm chủ tịch nước. Một cách ngắn gọn, điều mà Huy Đức muốn gửi gắm, thuyết phục là cần có một Tổng thống Nguyễn Phú Trọng trong một nước bán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và Huy Đức tiếp tục làm người rao hàng, tiếp thị cho tham vọng một mình một chợ, làm vua cả nước quyền lực đối nội đối ngoại thu về một mối của Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ, thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào. Chính trị gia hàng đầu, ai là người chấm điểm, quyết định để một chính trị gia ngồi vào vị trí hàng đầu đó. Trong thể chế thật sự dân chủ, chính trị gia hàng đầu là người đứng hàng đầu trong một cuộc bầu cử thật sự công bằng, minh bạch. Nhưng đối với Huy Đức, viết như vậy thì các đối tượng đảng viên mà Huy Đức muốn thuyết phục đương nhiên sẽ hiểu, sẽ biết, vì đó là điều duy nhất họ có thể hiểu, có thể biết. Chính trị gia hàng đầu đương nhiên là Tổng Bí Thư, người đứng hàng đầu của đảng. Logic đó rất là logic và không thể khác hơn. Chiếc ghế nguyên thủ đó, ghế chủ tịch nước đó chỉ có Tổng Bí Thư mới nên ngồi vào. Có nâng thì phải có hạ, nâng chính trị ra hàng đầu của Đảng lên làm nguyên thủ của một nước cộng sản bán cộng hòa thì phải hạ những ngôi vị khác trong hệ thống quyền lực xuống. Sau đó, huy đức hạ và đây là phát súng cảnh cáo nhằm vào những kẻ cụ thể là Nguyễn Xuân Phúc, có ý đồ tranh giành, phá thối mộng đế vương hay không thuần phục hoàng đế tương lai. Trong khi đó, thủ tướng chỉ nên là một nhà kế trị. Vai trò của thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế xã hội. Không nên làm Thủ tướng mất thời gian vào các cuộc họp bàn chuyện bắt bớ hay là các buổi tiếp tân hình thức. Nói một cách khác, trong triều đình đã có vua trọng thì chỉ có tể tướng Phúc, phục vụ vua và chỉ cúi đầu chăm lo việc triều đình theo chiếu chỉ của vua. Tể tướng không có quyền quyết định bắt ai, người chủ lò muốn ai vào lò thì chỉ có thể là vua và nhất là tể tướng không được qua mặt vua trong những lễ tiếp tân trong nước lẫn ngoài nước với các nguyên thủ quốc gia khác cũng trong mối tương quan vua và tể tướng huy đức đi từ hạ sang con đường diệt nếu tể tướng không được lòng vua tuy nhiên nếu các chính khách của ông là thủ tướng và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí là bị bắt bớ vì cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với nội các. Trong cú quét trên, người phu quét đường đã quét người dân và đại biểu quốc hội của họ, dù đây là một cơ chế bù nhìn tay sai của đảng xuống cống. Mọi quyết định trừng phạt đối với tể tướng và nội các các bộ của triều đình phải nằm trong tay của vua Nguyễn Phú Trọng. Bỏ phiếu hay bỏ vào lò là quyền của vua, vốn là người nắm đầu nắm cổ cơ quan điều tra, có một vị trí độc lập hơn với nội các. Xin lưu ý là chỉ độc lập hơn chứ không phải là độc lập tuyệt đối theo đúng nghĩa của nó. Để thuyết phục quần chúng đảng viên, cán bộ quan chức mạnh hơn, Huy Đức lôi Võ Văn Kiệt, người được thành phần cộng sản miền Nam kính mến, cũng là thành phần có khuynh hướng chống Bắc Kỳ có lý luận Nguyễn Phú Trọng, để gián tiếp thuyết phục. Nguyễn Phú Trọng cũng giống như Võ Văn Kiệt, Huy Đức đã dùng lời nói của Võ Văn Kiệt là thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước và lời của Phan Văn Khải về bản lĩnh chính trị tôi không thể nào so sánh được với đồng chí Võ Văn Kiệt để xếp đặt thứ tự tôn ti giữa một chính trị gia hàng đầu và một nhà kế trị, giữa một nguyên thủ và một người đứng đầu nội các kinh tế. Hay nói cho đúng nghĩa triều đình phong kiến là giữa một ông vua và một tể tướng. Vì vậy, Huy Đức không ngần ngại viết, cho dù bị trì hãm trong cái kiềng tam nhân, ông Kiệt đã hành động như một nguyên thủ và ông Khải thực sự là người đứng đầu nội các kinh tế. Ông Khải là một nhà kỹ trị ông kiệt chính là ông trọng và ông khải chính là hình ảnh của ông phúc mà huy đức muốn các đảng viên miền nam liên tưởng đến trong phần kết luận huy đức gửi thông điệp dùng cho nguyễn phú trọng đến đảng viên đừng sợ tập trung quyền lực vào một người nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong hiến pháp thì không ai có thể làm quyền dù họ là nguyên thủ nước cũng chỉ nên có một vua ai cũng muốn đứng đầu ai cũng làm chính trị mà thiếu một người kỹ trị thì chính trường rất dễ thành đất quần ngư tranh thực. Thị trường là chợ đen, hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định. Đó là lời hiệu triệu của người phu quét đường. Đừng sợ các đồng chí. Tam quyền phân lập đã được ghi trong hiến pháp của đảng. Đừng sợ tập trung, đừng sợ lạm quyền. Nước phải có một vua, nước không thể để ai muốn đứng đầu là đòi đứng đầu. Vua phải là hoàng thượng, tể tướng phải là tôi chung, triều đình không thể là một cái chợ đen mà cần một người, một mình, một chợ đỏ. Và kết thúc là lời kêu gọi, lời chào hàng cho cửa tiệm bán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chủ tiệm Nguyễn Phú Trọng. Con đường để một quốc gia đi đến thịnh vượng còn rất dài. Nhưng với những gì vừa diễn ra chiều nay, nếu không phải để tập trung quyền lực mà nhằm mở ra một hướng đi thì thời gian không lúc nào là quá trễ để bàn một lộ trình đáng hy vọng hơn cho đất nước lộ trình nhất thể hóa với ông vua Nguyễn Phú Trọng, cưới con ngựa tàu chính là lộ trình đáng hy vọng của Huy Đức. Hãy viết đúng người đúng việc, lộ trình đáng hy vọng của Nguyễn Phú Trọng. Sau Huy Đức sẽ là đám quân nguyên tay cầm sổ hưu, tay cầm trổi, đại diện cho thành phần lão thành cách mạng, sẽ là các cử tri đại diện cho nguyện vọng của người dân. Lần lượt xuống vỉa hè, làm phu cho con đường mang tên nhất thể hóa, ở cuối con đường đó đã để sẵn một ngay vàng nhập cảng từ Bắc Kinh, với hàng chữ mạ vàng là Tổng Thái thú Nguyễn Phú Trọng. Đối với các đảng viên, đối tượng mà Huy Đức nhắm đến, những người mà Nguyễn Phú Trọng muốn tranh thủ sự ủng hộ cho giấc mộng lê chơi thống của ông ta, đây là lúc mà họ cần đặt câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình qua sự trung thành với đảng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam rơi vào tay của một kẻ sẵn sàng phục vụ làm nô lệ, tiếp tay cho thiên triều phương Bắc để biến Việt Nam thành một tỉnh lệ của Tàu. Quyền lợi của họ sẽ còn gì? Khi Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một chi bộ của Đảng Cộng sản Tàu, và dù là người mang thẻ đảng, họ cũng chỉ là một công dân hạng hai trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Đại họa cho Việt Nam nếu Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm chủ tịch nước. Bài viết được đăng trên trang Sư Làm Báo. Để thôn tính Việt Nam, Bắc Kinh cần sự tiếp tay của tập đoàn Thái Thú Ba Đình. Để duy trì sự thống trị và bảo đảm được tính chính thống cho Việt Nam trở thành chư hầu hay là một tỉnh của tàu, Bắc Kinh đã và đang đẩy mạnh giai đoạn hợp pháp phá hóa những ký kết sang nhượng giữa Việt Nam và tàu cộng. Trước đây, những văn kiện đa phần được ký kết giữa hai đảng Cộng sản. Những ký kết này có thể bị vô hiệu hóa nếu có sự thay đổi quyền lực chính trị ở Việt Nam nằm ngoài ý muốn của Bắc Kinh. Nhưng nếu luật hóa những ký kết, giao kẹo như luật đặc khu và văn kiện được ký kết bởi người nhân danh nhà nước Việt Nam với nhà nước Tàu, thì đó là cam kết giữa hai quốc gia, chứ không phải là giữa hai đảng. Nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và ngồi vào chiếc ghế nhất thể hai ngôi này, Nguyễn Phú Trọng thực sự trở thành Hoàng đế của Việt Nam, Tổng Thái thú của Thiên Triều và cũng là với Bắc Kinh. Và cùng với Bắc Kinh thực hiện được mục tiêu chiếm đoạt Việt Nam một cách êm thấm và hợp pháp. Trong vai trò tổng bí thư, trên nguyên tắc, Nguyễn Phú Trọng chỉ có thẩm quyền ký các nghị quyết, quyết định chỉ thị của ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Ông ta có quyền ký mọi văn bản thuộc phạm vi tổ chức đảng như chuẩn y chức danh trong đảng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với cán bộ của ban chấp hành trung ương đảng. Ngắn gọn, trên nguyên tắc về mặt pháp lý, mọi văn bản mang chữ ký của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ có giá trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam và vô giá trị đối với nhà nước Việt Nam. Do đó, cũng trên nguyên tắc, nó vô giá trị đối với các quốc gia khác khi xảy ra những tranh cãi, tranh chấp muốn hủy bỏ ký kết. Trong khi đó, nếu ngồi vào ghế chủ tịch nước, thì chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có quyền nhân danh nhà nước Việt Nam để ký điều ước quốc tế, đồng thời có quyền quyết định việc Việt Nam đồng ý, gia nhập hoặc là Việt Nam chấm dứt hiệu lực đối với mọi điều ước quốc tế. Trong bối cảnh chính trị độc đảng, dù với những thẩm quyền quan trọng trên, nhưng chủ tịch nước từ trước đến giờ chỉ là người bù nhìn vì chấp nhận sự thống trị toàn bộ của hệ thống đảng, đứng đầu là Tổng Bí Thư. Có một cách nói khác, nếu muốn Chủ tịch nước thực hiện những điều mà chỉ Chủ tịch nước có thẩm quyền, thì Bộ Chính trị hay Tổng Bí Thư là nhân vật số một của bộ phận này, phải khống chế được Chủ tịch nước. Hiện tượng Trần Đại Quang và sau đó Trần Đại Quang phải chết, cộng với tình trạng đấu đá nội bộ chia phe đã phái trong những năm vừa qua cho thấy việc một tổng bí thư của phe này khống chế một chủ tịch nước của phe kia không còn là điều chắc chắn 100% như trước. Đó là một hiện trạng mà Bắc Kinh không muốn, nhất là đang đi vào giai đoạn đánh nhanh đánh mạnh đánh tới tấp để hán hóa Việt Nam. Do đó với thế thượng phong đang có trong đảng nhờ vào sự chống lưng của thiên triều phương Bắc, với cái lò thanh trừng nội bộ, nhưng giá nhãn hiệu chống tham nhũng đang say sưa cháy, với những con virus lạ và hiếm được tiếp tế từ bên kia biên giới, với cái nắm tay bắt ấn thần chú sẵn sàng tiêu diệt đối thủ đang ngồi ở ghế chủ tịch nước cho đến lúc đã vào nằm trong quan tài đóng kín. nguyễn phú trọng sẽ bằng mọi giá chiếm cho được ngôi vị chủ tịch nước trong vai trò là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đảng và nhà nước rơi trọn vào tay của một tên thái thú sẵn sàng làm thân nô lệ cho thiên triều và xưng hiến gia tài việt nam cho triều đình phương bắc bất cứ lúc nào trong bất kỳ một chuyến đi chiều cống nào sẽ có một văn bản ký kết hợp pháp giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa theo đúng quy định quốc tế giữa hai quốc gia với chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Số phận của đất nước Việt Nam với hơn 90 triệu người không còn nằm trong một tập đoàn cai trị chia năm xẻ bảy. Khác biệt với ý kiến trong tranh chấp quyền và tiền, nó nằm trong tay một tên duy nhất, kẻ trung thành nhất với thiên triều phương Bắc. Hiểm họa Cộng sản đã có mặt tại Việt Nam hơn 70 năm. Hiểm họa chồng chất hiểm họa và đất nước ngày càng điêu linh. Đại họa ngày hôm nay không chỉ còn là điêu tàn đất nước mà là không còn một đất nước để điêu linh. Xin đừng nghĩ đến tên Cộng sản nào, nắm quyền trước gì cũng vậy. Có những thay đổi trong bộ máy quyền lực của tập đoàn cai trị sẽ làm cho 90 triệu người Việt Nam mau đến gần với số phận của người dân Tây Tạng. Duy Ngô Nhĩ, Nguyễn Phú Trọng là một tên Lê Chư Thống của thế kỷ 21, nhưng là một tên Việt gian bán nước trăm lần tồi tệ hơn Lê Chư Thống, nếu nắm được cả hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Không những Việt Nam sẽ nhanh chóng rơi vào tay Tàu Cộng, mà những nỗ lực để lấy lại chủ quyền, độc lập dân tộc của các thế hệ Việt Nam bị mất tổ quốc sau này sẽ muôn vàn khó khăn vì sự xâm lược, chiếm đóng, cai trị của Tàu Cộng đã được Việt Nam đồng ý ký kết một cách hợp pháp dưới mắt nhìn của nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới đại họa này cần được xem là ưu tiên của công cuộc tranh đấu trước mặt. Không những chỉ đối với những công dân Việt Nam mà còn đối với những đảng viên, cán bộ, nhân viên đang phục vụ trong cuồng máy đảng, đang không chấp nhận sự nô lệ Bắc Kinh 100% của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.